Ok, hello chào các bạn. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thiên Nhiên Vlog của Sở Chốc Tí. Thì ngày hôm nay một ngày cũng là cuối năm ấy cả nhà. Mưa rét cả nhà. Ở bên này ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ miền Bắc cũng đang là mưa rét, còn ở bên này cũng đang mưa suốt ngày. Thì hôm nay theo kế hoạch của mình thì là thời gian vừa rồi thì có máy cho các em trong đội nông nghiệp với cả nhá, mỗi em mỗi bộ vải áo với cả nhá. Thì hôm nay mình và các em vừa trở về, đang trên đường về nhà. Đấy, thì trời đang mưa. Hôm nay sẽ vừa lấy xong luôn rồi cả nhá. Thế là bây giờ sẽ trước mắt trở về ở cửa hàng mình ở cái chỗ nhà mình ở đây là để cùng các em là thử vải áo. Thử vải áo đồ các kiểu cả nhá. Chú bắt ta cái này. Ok, về nhà rồi cả nhà. Anh Tuấn đi xem. Hôm nay quần về váy áo đâu cả nhá. Này. Đấy là vậy thì hôm trước là cả em chọn vải này, còn áo hôm nay cũng cả em chọn này. Đấy, cả em chọn để làm một cái bộ đồng phục giống như là sau này cả cái lễ hội hoặc là những cái dịp là đám cưới đám hỏi, những cái dịp lễ hội á là có cái bộ vải áo này là nó phù hợp, nó cũng giống như là một cái đồi á, một cái đồi luôn cả nhá. Vamos la tran ấy. Thì bây giờ cả em sẽ cùng mình di chuyển ra sau nhà ấy để mà thử vải áo cả nhá. Ok cả nhá, thì bây giờ anh em mình vừa về đến nhà luôn. Đây, vamos aquí. Vamos aquí, fermenta. Bây giờ vai fermenta nhá. Verti bonito nhá. Después mete nomi a ti atrás. Ni, ¿quieres así? ¿Quieres timbamos? Ok, thì bây giờ để cho các em thử xong rồi lát nữa thì sẽ in tên của từng người đang sáu cái áo này cả nhá. Ở bên này thì cũng giống như trao lưu của nhà mình ngày xưa cũng in tên đồ cầu thủ các kiểu cả nhá. Thì bên này các em là in đằng sau này cái tên của các em. Thì cái này thì mình ở cửa hàng mình có thể hỗ trợ các em được, là cái này thì mình có thể in được bởi là mình có máy móc với dụng cụ máy móc nói chung để mà in cái tên này thì mình có làm. Ok, vai Betty. Vamos este. Oh, vamos timbramos depois Betty. Sí. No, vai Betty depois tira mais de Betty de assim que tá mais. Então vamos timbramos, né? Sí. Depois Betty. Sí. À, ok cả nhá. Thì bây giờ sẽ in cho các em xong rồi là nửa thì sẽ là các em mặc thử luôn cả nhá. Ok, tá bom. Então vamos timbramos ainda. Sí. Já tem lista de nome? Sí. Já tem, né? Ok. Sí. Então vamos mandar o Albano vai escrever no Mila. Ok, cả nhà, thì em nói ăn mừng vải áo mới cả nhà của các em trong đội nông nghiệp ấy ở bản Capingala, nông trại số 1 cả nhà. Thì hôm nay cũng là cần kê ngày Noel đây cả nhà, ngày 24-25 đây. Thì nay mình sắp xếp là làm một cái tiệc ngọt ấy để cùng các em chung vui. Là thứ nhất là quần áo dày dẹp rất là đẹp rồi. Matilde, Simão, vai buscar o quê? Açúcar, bolacha, é gasosa. Antônio, vai buscar, né? Nhờ các em đi lấy đồ bánh kẹo thật ngọt cả nhá. Vamos descer, né? Senta aí. Senta assim. Devagar. Thì hôm nay tiệc ngọt đấy cả nhà, anh em mình làm tiệc ngọt thôi. Thời gian nó gấp gáp quá đến là cái này
cái này là mới anh em mình làm mà gọi là một cái tiệc gọi là đơn giản này, tiền ngay giai đoạn tiền mùa lễ hội cả nhá. Bạn ông qua giúp tay với đây, chuẩn bị bánh keo này. Ban chủ lấy mấy cái dĩa để mà gì nhỉ, bỏ bánh keo. Đấy, tiệc ngọt xong rồi ăn chơi nhảy một lúc nữa đây, lát nữa thì dần các em về thôi. Bây giờ ở trong bản thì lát nữa mình tranh thủ chở các em về. Đường xá xa xôi thì nó cũng nó bất tiện đấy, lát nữa mình sẽ chở các em về đấy. Repara, Mimi, mete, suku, blasa. Ah, ese parece rasgo, ¿no? Rasgo mete junto, ¿no? Ah, así, ¿no? Divide. La mía, ¿no? Cuida. Làm miếng bánh quy trở cả nhà, mời các bạn lắm. Bói bụng. Dạ, vâng, cô mê này. Ok, buổi. Bạn đâu, ngồi đây đi. Ngồi đây tiệc về các em. Đi đi, đi vào. Vâng, mê, vâng, cô mê. Vâng, cô mê. Đang còn ngại. Đang còn ngại. Đó. Hôm nay là dành một cái tiệc nhỏ nhỏ. Đấy. Các em trong thời gian qua đã cố gắng rất là nhiều. Ui, vợ à? Mời các bạn nha. À, vị, mời các bạn. Mời các bạn. Mời các bạn. Nó con sugi, abri. Quê ăn. Dạ. Sang yên bù lạc. Ô, nó phải là nó đã, chứ đủ. Ôi à bê. Nhìn ai xin, bà làm ai của nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn. Ôi à, bê. Mà xin. Mẹ tế bê. À xin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nó tính nó đã đề phá lắm. Chỗ cùng mê này. Ngon này. Mọi người ở bên này thì thỉnh thoảng mới có đôi bữa như thế này nhỉ, cũng không phải thường xuyên đâu, nghĩa là năm hết tiết định thôi thì mình mới
thỉnh thoảng mới tổ chức cho các em đôi bữa tiệc ngọt thế này. Những ngày ngày lễ rồi như là ngày mùng 1 tháng 6 này, ngày thứ nhì nhỉ, ngày mùng 8 tháng 3 này, ngày chị em phụ nữ này, thì thỉnh thoảng thôi. Hôm nay là năm hết tiệc đến rồi, thì mấy quần áo cho vải áo cho các em đấy, nghĩa là làm một tiệc ngọt, cũng là giống như là kết thúc năm cũ đấy, chuẩn gần kết thúc đấy. Hôm nay 22 tháng 12 thôi, còn 8 ngày nữa là hết rồi, còn 8 ngày nữa là kết thúc năm năm cũ rồi đấy. Có phải sao số số yêu và là số gì nhu xem ta mặt đi lôi bên bên xem tay đi xin mau. Nói chung là cái diện tích nó hơi bé nên là anh em mình ngồi như này cho đông cho vui. Tipo reduzir um pouco lá fora, depois mais ao beta. Gabi, bolacha. Gabi, bolacha, né? Mati ga bolacha, hein? Depois sugo. Em Gabi đang quay cả nhà. Hôm nay là nhờ em Gabi quay. Bởi là em Gabi thì lâu nay rồi thì ở đấy và em Antonio hai em là ở sau nhà mình ở trò sau nhà mình thì hỗ trợ cho hai em chỗ ngủ ấy đấy. Các em ở trong bản đi về nó đường xả xa xôi đếm lại nó nguy hiểm nên là hai em mình cho hai em ngủ nhờ sau nhà. Gabi dia orang bawa kuai DPI dia rasin papa. Oh, lepas ni jadi suasi. Ok cả nhà, thì ngày hôm nay là tiệc ngọt thì cũng tan đây mọi người. Thì nói chung là một ngày vui hè dành cho cả em. Thì vừa là có quần áo mới này, vừa có một tiệc ngọt này. Đấy, cùng năm hết tiệc đến rồi. Thì nội dung video ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thiên Nhiên Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Tôi phát lại chào các bạn nhé. Chào các bạn.